Mình lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Hôm nay mình lại tiếp tục cùng với lại anh em tìm hiểu về cái sơ đồ mạch điện khởi động cái dòng xe Exciter 150 đời 2018-2020. Thì anh em theo dõi kênh của mình, của anh em cũng đã xem cái sơ đồ mạch điện chính rồi mạch đèn đêm của cái dòng xe này rồi. Đấy, vừa rồi mình mới chia sẻ lên một cái video trước cái video này cũng là cái sơ đồ của mạch điện quạt nước làm mát, đúng không ạ? Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với anh em về cái mạch khởi động của cái xe này, đúng không ạ? Thì cái mạch khởi động thì thực chất thì nó cũng đơn giản thôi, tương tự như những cái dòng xe Exciter đời trước thôi, nó không khác gì cả. Đấy, thế nhưng mà vì là theo cái dòng xe đời 2018-2020 để cho nó liền mạch thì mình vẫn lên cái sơ đồ mạch khởi động của cái dòng xe này để giúp những anh em đang theo dõi, anh em nắm được nhé. Đấy, đặc biệt là những anh em chưa tiếp cận được tài liệu, chưa có điều kiện mua sách sơ đồ mạch điện thì anh em có thể xem cái video của mình thì anh em cũng được hiểu hơn, đúng không ạ? Để giúp cho quá trình anh em chẩn đoán sửa chữa cho nó nhanh và chính xác. Thì anh em thấy đây vẫn là điện 12V, điện âm ắc quy được nối mát bằng dây màu đen, điện dương ắc quy được đưa lên bằng dây màu đỏ và đi qua cầu chỉ chính 15A. Điện đi qua cầu chỉ chính 15A thì vẫn là dây màu đỏ và được đưa lên ổ khóa điện. Khi ta bật khóa điện thì điện từ dây đỏ sẽ được nối sang dây màu nâu. Đấy. Và dây màu nâu này đi ra cái công tắc dừng động cơ tạm thời. Đấy. Công tắc dừng động cơ tạm thời. Thì anh em biết rồi, xe đang nổ máy mà anh em chỉ cần bấm công tắc này, đúng không ạ? Tắt công tắc này thì động cơ sẽ không thể nổ máy được. Nhưng mà đèn, còi, xi nhan vẫn có nhé. Nó tương tự như cái công tắc dừng động cơ của cái dòng xe Viva thời trước đấy. Có một cái nút đỏ nhấn ra nhấn vào ở bên cụm công tắc bên tay phải đấy nhá. Đấy là nhấn vào là tắt rồi nhấn ra là xe hoạt động. Đấy thì đấy chính là cái công tắc dừng động cơ tạm thời là như vậy, đúng không ạ? Đấy, chỉ dừng phần động cơ thôi. Đấy, còn phần điện như mình vừa nói đấy, là điện đèn còi xi nhan đấy là vẫn có nhá. Đấy. Thì công tắc dừng động cơ tạm thời này khi mà bật đấy, thì điện từ dây nâu mới đưa được sang dây nâu sọc đỏ đấy. Và gì đi về dơ cuộn từ của dơ le đè đấy. Cuộn từ của dơ le đè lại đi ra thì bằng dây xanh dương sọc trắng và đi sang công tắc đè. Khi ta khởi động động cơ thì hiển nhiên là phải ấn nút đè rồi, đúng không ạ? Ấn nút đè thì điện từ dây xanh dương sọc trắng được đưa sang dây gì? Dây đỏ sọc đen đây anh em này. Đấy, dây đỏ sọc đen nhé. Đây là cái đường này là đường dây đỏ sọc đen. Dây đỏ sọc đen này thì đúng cái khớp này này là có một cái rắc nối để chia làm ba, đúng không ạ? Thì cái dây đỏ sọc đen này đi qua một cái con diode. Đấy, điện đi qua một con diode. Diode này thì có tác dụng là diode chặn thôi. Đấy. Đi sang màu dây xanh lá nhạt đây này. Xanh lá nhạt này. Đấy. Thì một đầu là đi về công tắc báo số. Một đầu về đèn số 0. Đèn số 0. Đấy. Và gì? Khi mà xe đè được thì bắt buộc một là ta phải để ở số 0 thì mới có mát, đúng không ạ? Thì điện sẽ được đi về mát khi ta để ở số 0, đúng không ạ? Đấy. Và gì? Lúc này thì hiển nhiên là khi ta để ở số 0 thì đèn mo sáng rồi, có nghĩa là báo cho người vận hành xe biết là xe lúc này đang ở số 0. Đấy. Vì đèn số 0 được nối mát, đèn mo sáng. Vì đèn mo thì bao giờ điện dương ắc quy cũng có sẵn rồi và chỉ có gì chờ mát thôi. Và tương tự các đèn số 1, 2, 3, 4, 5 cũng vậy, đều là có dương ắc quy sẵn và chỉ có chờ mát là các đèn số sáng. Thì vậy thì đèn số 0 khi ta ở để ở số mo đấy là gì? Đèn số 0 sáng
đồng thời nối mát cho dây le đè. Đấy, và khi ta bấm công tắc đè thì dây le mới hoạt động. Để gì? Để đóng tiếp điểm điện dương ắc quy theo cái dây to này, dây đỏ này. Đấy, đi qua tiếp điểm và sang dây đỏ sọc xanh lục và gì? Đến củ đè. Và tất nhiên là củ đè sẽ hoạt động để khởi động động cơ. Đấy, đấy là trường hợp 1. Khi ta để ở số 0 thì ta sẽ đè được. Với trường hợp 2, xe đang để ở các số khác ngoài số 0 ra. Đấy, mà anh em mà muốn khởi động được xe, đúng không ạ? Đấy, muốn bấm công tắc đè mà đè hoạt động thì bắt buộc là gì? Phải bóp công tắc côn tay. Đấy, thì mới ra mát được, đúng không ạ? Đấy, thì anh em lại thấy cái đường điện của nó này. Đi này, đấy, qua công tắc đè này. Đấy, đi sang dây xanh dương sọc đen. Đi qua công tắc côn tay, sang dây màu đen và gì? Điện ra mát. Đấy, thì mới đè được, đúng không ạ? Đấy, mục đích diode đặt ở đây để chặn không cho đèn số mo sáng, đèn số không sáng. Bởi vì nếu mà không có diode ở đây thì khi ta bóp công tắc côn tay thì điện âm sẽ đi ra đây làm cho đèn số không sáng, thì làm cho người vận hành xe bị hiểu lầm là xe đang ở số không. Đấy, dẫn nên là có thể là nguy hiểm. Cho nên là bắt buộc phải đặt ở đây một con diode chặn để gì? Để điện chỉ có đi chiều này. Đấy, không đi ra để nối mát cho đèn số 0 được, cho nên đèn số 0 không thể sáng nhá. Đấy là cái trường hợp như vậy, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đấy là cái tác dụng của cái con diode này để chặn, đấy, giúp cho khi ta bóp công tắc côn tay mà các số ta đang để ở số 1 hoặc số 2 hoặc số 3 hoặc số 4 hoặc số 5, đấy, thì đèn số 0 không thể sáng được. Đấy, mục đích là như vậy. Thì mình cũng đã nói ở cái một cái video trước rồi, thì anh em nào xem thì anh em cũng biết ngay rồi. Đấy, thì mình nói cái này là mình nói lại thôi, để những anh em có thể chưa xem thì anh em cũng nắm được cho nó rõ hơn, đúng không ạ? Đấy, thì trên đây là mình vừa mới lại cùng với lại anh em tìm hiểu về cái sơ đồ mạch điện khởi động của dòng xe Exciter 150 phân khối đời 2018, đời 2020. Đấy, thì anh em xem. Đấy, thì tất nhiên là trong lúc mình lên sơ đồ cũng như là mình trình bày, đấy, có điều gì thiếu sót thì mong anh em thông cảm nhé. Đấy, thì cuối video, đấy, anh em nào cần sơ đồ mạch điện thì cứ liên lạc với mình sẽ gửi tới anh em nhé. Đấy, tại sao mình lại hay nói như vậy? Bởi vì là trước đây một số anh em là cứ nghĩ là mình không có tài liệu, không có sách, cho nên là anh em lại cứ xem những cái sơ đồ này và anh em chụp màn hình, xong đó anh em lại phải ra quán người ta in màu cho. Đấy, mà người ta in màu cho thì một là nó vừa đắt là một này. Đấy, hai là cái mạch điện này. Đấy, tại sao mình phải vẽ lên bảng này? Bởi vì mình vẽ lên bảng để cùng anh em phân tích tìm hiểu cái sơ đồ mạch điện nó dễ hơn. Đấy, còn khi mà in sách thành cái mạch nó đẹp hơn, đúng không ạ? Thì cái mạch nó sẽ khoa học hơn, nó đẹp hơn. Đấy, và nó màu nào ra màu đấy, nó trình bày nó chuẩn hơn. Đấy, cho nên là anh em đấy, như mình nói đấy, anh em đừng chụp là làm gì cả. Đấy, in màu in nước nó lại đắt đỏ ra. Anh em cứ liên lạc trực tiếp với mình có sơ đồ từng dòng xe, từng mạch lẻ. Đấy, mình đóng thành sách, anh em nào cần thì cứ liên lạc với mình sẽ gửi cho nhé. Đấy, và như nhiều cái video rồi, về cuối video thì vẫn như thường lệ thôi, anh em mà cần máy dòng các dòng máy đọc lỗi cao cấp như Motocan Tab, đấy, Motocan 7, rồi Motocan CE, phiên bản tiết kiệm dành cho những anh em mà dùng chức năng vừa đủ thôi. Đấy, màu vàng này anh em này, đấy, máy màu vàng mình để dưới này. Đấy, còn đây là Motocan Tab đây, dòng máy chẩn đoán lỗi cao cấp rồi. Đấy, rồi Motocan 7 cũng vậy. Thì với anh em mua Motocan 7 thì vẫn đang được công ty tặng một motobox trị giá 6.8 triệu nhé. Đồng thời công ty cũng tặng luôn anh em sử dụng 1 năm phần mềm Moto Data miễn phí trị giá 1 triệu nhé. Để anh em tra cứu sơ đồ mạch điện. Đấy, rồi anh em tính toán những cái điện trở các thứ. Đấy, anh em vào phần mềm anh em xem thì nó rất nhiều tác dụng, đúng không ạ? Thì anh em sẽ được tặng 1 năm sử dụng phần mềm Moto Data miễn phí nhé. Đấy,
Còn dòng mô tô Cantab thì trong bộ mô tô Cantab thì có sơ đồ mạch điện hết rồi anh em dùng. Thì mình những cái bộ mô tô Cantab mà từ đại lý xe máy Xuân Tiện của mình mà gửi tới anh em thì là cái phiên bản dùng trọn đời, anh em không phải trả phí nhé. Anh em chỉ trả có một lần thôi và anh em dùng trọn đời, anh em không phải trả phí hàng năm nữa nhé. Đấy. Còn với anh em mà dùng ít, cần chức năng vừa đủ thôi thì anh em dùng cái phiên bản đây này, máy mô tô Can CE này nhé, thì nó rẻ thôi. Đấy. Thì anh em nếu dùng ít thì anh em dùng cái bản đấy nhé. Đấy. Còn khi tất cả những anh em mà mua máy đọc lỗi từ đại lý của mình thì mình đều gửi tặng anh em 5 tập sách rất là dày, sơ đồ mạch điện lẻ tất cả các dòng xe in màu rất là chuyên nghiệp và đẹp nhé. Đấy, vì anh em đã ủng hộ mình thì mình cũng lại phải có một cái gì đó hồi đáp lại với anh em, đúng không ạ? Thì anh em cần thì cứ liên lạc với mình theo cái số điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ gửi tất cả những sản phẩm của công ty cũng như là sách vở tới địa chỉ mà anh em cung cấp nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.